rất tâm đắc cái cậu thanh niên mà vừa rồi cứu đứa bé đó. Khi mà mọi người khen thưởng á, cái cậu thanh niên đó nói một câu rất là tâm đắc là tiền tự nhiên ở trên trời rơi xuống cho mình á, sẽ làm cho mình giống như là bị thoái hóa cái tính cách của mình đi á, cho nên là cậu thanh niên đó không muốn nhận những cái đồng tiền đó. Nó cái bạn mạnh đó có cái câu phát biểu mình nghe rất là nhân tâm. Có nghĩa là đồng Sao tiền lao động thì mới tồn tại, mà đồng tiền trên trời rơi xuống nó sẽ không bao giờ tồn tại. Đó. đúng rồi, mấy này theo chị thấy những cái người mà nói là phản đối những cái hành động như thế, nó không không phải là do cái người đấy người ta cứu này kia các thứ. Chúng ta phải cần phải lên khuyến khích và tuyên dương những cái người như vậy. Chúng ta làm như vậy thì chính bản thân chúng ta đang bảo vệ chính con cái gia đình chúng ta. Tại Đúng vì khi luôn. chúng ta đi ra ngoài đường, đúng không? Chúng ta đi ra ngoài đường, không có ai trong đời là không có gặp tai nạn, một cái gì giống như là không có được may mắn xảy ra trong cuộc đời mình, Cái đúng không? sự Ai bất trắc cũng sẽ phải đến gặp. bất cứ lúc nào. Ai cũng gặp thì chúng ta có muốn những cái người kia người ta vào để người ta cứu chúng ta không, hay là người mình muốn người ta thờ ơ với mình, vô cảm với mình? Thì Em chính những cái kẻ mà nó nói cái người đấy thế này thế kia đấy, thì những cái kẻ đấy là nó sẽ có quả báo, chính đúng xác không? luôn, chính Cái xác. đó là quả báo đó. Tại vì đến lúc rồi có một ngày nào đó có khả năng con cái cháu chắt mình hay chính bản thân mình đi ra ngoài đường, mình gặp một cái gì không may mắn, thì những cái người kia người ta suy nghĩ đến là ồ, ngày xưa có cái anh ấy cứu mà anh ấy bị thế này, bị thương tổn đến cái bản thân của anh ấy, thôi tao kệ mẹ nó đi, đúng không? Bị quả báo Tại bây giờ sao em chúng ta nói lại vậy. lên án những cái chuyện như vậy? Chúng ta cần phải khuyến khích, cần phải tuyên dương cho những cái người đấy, người ta cảm thấy ồ, mình làm việc tốt, cả tất cả mọi người người ta đều đều tuyên dương mình hãnh diện, thì có những cái người khác người ta nhìn vào đấy, người ta làm một tấm gương để lần sau ấy, bất cứ ai đi ra ngoài đường ấy, kể cả bản thân mình nữa, mình cũng sẽ gặp những cái không may mắn, thì sẽ có những cái người như cái anh đó xông ra giúp đỡ, cho dù không giúp được hay là như thế nào. Cái đẹp nhất mà hình ảnh đẹp nhất bế đứa trẻ lên hay là bế một người nào đó đưa lên bệnh viện hay là cái gì, cái đấy cũng là cần là tuyên dương rồi, đúng Ngay không? từ giây phút đầu là em đã thấy cái bạn này đã có cái hành động đẹp rồi. Có nghĩa là cái vật thể từ ở trên không rớt xuống thì nó rất là cái trọng lượng nó rất là mạnh nha chị. Nếu như là một người nào đó cho dù khỏe mạnh cỡ nào, võ sĩ cỡ nào, người ta cũng rất là sợ, tại vì nó rớt xuống ngay mặt mình là mình sẽ chết, chứ không thể nào mà mình sống được. Cái trọng Đúng lượng nó rất là nặng. Nhưng mà cái hành động từ giây phút đầu tiên của bạn này là mình đã thấy bạn này không có nghĩ tới cái chết cho mình, không nghĩ tới cái nguy hiểm cho mình. Bạn này xông lên, leo lên trên đó và nhìn lên cái cử chỉ, nhìn lên trên cái tâm điểm của đứa bé để mà tìm cách mà chụp cho được đúng ngay cái tâm điểm rơi. Thì nhiêu đó là mình đã cảm thấy là rất là dũng cảm rồi. Một con đúng người không? phi thường, quá phi thường luôn, chứ một con người những con người khác thấy như vậy họ chỉ biết kêu la thôi, chứ họ không bao giờ dám làm những cái hành động như vậy luôn. Em dám Đúng cá rồi. luôn đó. Tại Mấy vì này ạ. mình cũng phải sợ là mình liên quan tới tánh mạng của mình chết rồi mình bỏ người thân mình cho ai? Thì Đúng lúc đó mình rồi, sợ chứ. cái cậu đó cũng có gia đình mà, cũng có con cái Có mà. con cái, Nhưng có người vợ ta nữa. người ta gọi là cột trụ trong gia đình mà, cái hành động mà cho dù là cứu được hay không đi chăng nữa, nhưng cái hành động mà lao ra như thế là đã Quá đẹp đủ cho luôn. chúng ta phải tuyên dương cái người đó rồi, chứ chưa cần nói là cứu được hay là không cứu được Đúng, đi, ví dụ đúng không không? cứu được thì mình vẫn tuyên dương cái người đó hành động quá đẹp Đó. luôn chị. Em nói Chứ quá gì phi nữa. thường, quá phi thường luôn, không có người nào mà dám làm những cái điều đó cả. Em dám chắc luôn á. Em dám chắc luôn. Giờ ví dụ như địa vị như chị em mình mà thấy cái trường hợp đó mình cũng không dám nữa, thật sự. Con Người đâu ta có biết không làm không sao đâu, nghĩ chỉ tới có luôn đứng nhìn nha. thôi. Nên mà cái người đó, người ta trong cái đầu óc của người ta đã suy nghĩ đến
cái vị trí rồi đó, làm sao để trèo lên cái đấy trong một thoáng, trong một bao nhiêu cái thời gian rất là ngắn, mà người ta phải dùng đến đủ hành động rồi dùng đến trí tuệ của người ta nữa để người ta trèo lên để đỡ cái đứa bé đấy, chưa cần nói là cứu được hay không, nhưng mà cái hành động đó cũng đủ để cho tất cả mọi người phải tuyên dương những cái hành động đó, và cần những nhiều nhiều người như thế nữa, chứ không phải Mình tuyên là dương để làm chi, để mình khuyến khích cái nhân tâm của mọi người trỗi dậy, để chúng ta có đúng cái rồi. sự gọi là bảo vệ lẫn nhau và có trách nhiệm lẫn nhau. Đôi khi trong cuộc sống của mình bước ra đường, mình cũng sẽ vấp phải những cái điều mà tai ương đến, thì sẽ có một người khác, không phải chính cái người mà cứu mình họ sẽ trả ơn cho mình đâu chị. Thật ra thì Sau em rất là tin vào cái luật nhân quả đó chị, em tin vào luật nhân quả dữ lắm á, nó xảy ra đúng rất là liền tay nhân chị. Nó mình gieo nhân thì mình sẽ gặp nhân, mà mình mà tạo nghiệp tác nghiệp là mình sẽ gặp nghiệp ngay. Chị biết đúng rồi. em có đứa bạn ngày xưa á, nó rất là giàu, mới 20, 21 tuổi là độ chạc tuổi của em thôi mà nó giàu lắm. Nó đã mua được một căn nhà ở Sài Gòn, rồi có được một cái cửa hàng bán về thời trang rồi trang sức rồi đó. Bỗng nhiên rất là giàu, làm ăn khá giả lắm. Nhưng mà sau đó cái người đó mới giống như là chơi với lại một người cùng nhóm á, thì cái người kia á, dạng mà cờ gian bạc lận đó chị. Xong rồi họ lại gài với nhau để mà ăn tiền một người đàn ông đó, là ăn của ông đó cái miếng đất là cũng cả tỷ đồng ở ở đâu cái huyện Hóc Môn hay huyện gì đó. Thì cái lúc đó là thời đó là em cũng chỉ là mới mới có sự nghiệp của em mới bắt đầu thôi, là em mới vừa đi học vừa đi làm, và em cũng mở được một cái cửa hàng bán điện thoại với lại pizza, thì hùng chung vậy để mà làm. Thì quen biết với đứa bạn đó, cái một hôm nó ngồi nó kể với em, là nó kể về cái câu chuyện đó đó, nó kêu nó rất là đẹp, mà nó đẹp thiệt, do cái người đàn ông kia mê nó, cứ ngồi mà không chăm chú vô bài cho nên là bị mấy người kia cháo bài vào và ăn ổng một miếng đất cả tỷ đồng. Lúc đó em có nói nó một câu, em nói Sưng à, có vay thì sẽ có trả, mày còn trẻ lắm mà mày làm những cái đó thì sau này mày sẽ sạt nghiệp lúc nào không hay. Lúc đó nó còn chửi em, nó nói chứ sống nhân đạo như mày á thì cả đời chỉ có nghèo và đứng một cái vị trí như vậy thôi. Chị biết hẳn đi qua mấy tháng sau em đi Mỹ, và cho đến 5 năm sau em nghe bạn em kể, nó coi như cửa hàng cửa hiệu đi hết sạch, nó bị một người khác cài và cài cắm vào, cũng ăn tiền nó theo cái hình thức giống vậy luôn, và nhà cửa cờ bạc đi hết. Thậm chí bản thân nó tự nhiên một 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 cái tai ương rất là vô lý xảy ra chị, nó đi vô trong một cái cửa hàng bách hóa, nó mua sữa cho con nó, rồi rồi tự nhiên có một chiếc xe tải á, Đức Thắng đâm vô cửa hàng đó. Bà chủ cửa hàng không bị sao, cửa hàng bị móp mép thôi, còn nó bị tai nạn, bị cái coi như là chân tay rồi gãy hết, chân tay gãy hết, và bản thân của nó cũng vậy. Bây giờ là giống như là nó trở thành một con người mà không có biết cái cảm giác, bị mất hết cái hệ cảm giác luôn vậy đó. Thì em nói là quả báo đến rất là nhanh, nếu như mình tác nghiệp thì mình sẽ gặp nghiệp ngay. Và khi mà nó gặp lại em á, là năm 2008 em về Việt Nam chơi á, em cũng đến thăm và em cũng cho nó 500 đô. Nó gặp lại em, nó nói em á, là bây giờ nó cũng ăn chay cầu nguyện Phật Pháp vậy đó, nó tin vào nhân quả rồi. Mà nó lúc đó là nó biết được là em đi qua nước ngoài và em cũng đang, cái sự nghiệp của em cũng đang đi lên á. Cái nó mới nói em á, là rất là thấm cái câu của em ngày xưa. Em tại vì ngày xưa em có nói nó một câu á, là mày còn trẻ, mày mày giàu có nhờ gia đình của mày, nhưng đến một lúc nào đó một tai nạn sẽ đến và mày sẽ mất đi tất cả nếu như mày ngay lúc trẻ mày không làm việc thiện. Bây giờ em nói là nhân quả nó đến rất là sớm, nó không đợi kiếp sau đâu. Nên em tin, em rất là tin. Nói về nhân quả đó, mình nói như thế này cho nó thực tế, cho nó gần, đúng không? Chẳng hạn như chị sống ở Úc, em sống ở Mỹ,
đúng không? Dạ, dạ. Thế bây giờ chị sang Mỹ, hay là em sang Úc chơi, để Dạ. chị tiếp đón em niềm nở, chị lo cho em đủ thứ, chị không cần nghĩ đến, chị không tính toán cái gì hết, chị Dạ. coi em là bạn, chị tiếp đón em niềm nở này kia các thứ. Thế có một ngày nào đó chị không bao giờ chị nghĩ là chị đi Mỹ, đúng không? Tự nhiên có một ngày nào đó chị qua Mỹ chơi, chị gặp em, thì đương nhiên cái đấy là cái Cái nhân và tình cái rồi, quả đó, đúng, đúng không? dạ Cái đấy dạ là mình nói chuyện rất là gần thôi, mình không cần dạ phải nói xa xôi gì về về cái gì đó, mình nói một cái để cho mà mọi người rất là dễ hiểu, thì cái nhân và cái quả đó. Thì đến cái lúc chị sang một ngày nào đó, chị tự nhiên chị đi qua Mỹ chơi, chị gặp em, thì có phải là những cái gì chị làm cho em trả lại cho chị không? Đúng, thì Đúng lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ có những cái tình cảm với không? nhau Đúng thật là thân không? thiết hơn. Dạ. Thì Đó, cho đi thì đó. sẽ nhận lại, cho đi thì Thì sẽ được đó. nhận lại thôi. Cái đó là một cái rất là gần gũi. Chẳng hạn như chị sống với em rất là tình nghĩa, chị chỉ coi em là bạn thôi, chị tiếp đón em này kia các thứ, chị lo cho em này, hay là có cái chuyện gì em gặp cái gì ở bên này thì chị giúp đỡ em, chẳng hạn vậy. Thì một Dạ. ngày nào đó tự nhiên chị đi Mỹ chơi, chị gặp em, hay là chị gặp hoạn nạn gì ở bên đó, có phải là em giúp đỡ chị không? Chính xác. Đó, 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 không cần mình phải đi xa về cái chuyện là âm dương hay là dương cái gì, âm ti hay là thiên đường hay Đời là cái gì, đời mình thật không có cần hết phải luôn chị, em nói đời không thật cần có nói hết. xa xôi Đừng nữa, có nói mình là nói chết ngay thực xuống, tế là được. mình đừng có nói là chết xuống địa ngục này nọ, không có. Trong cái thực tế nó Mình xảy không ra tính hết. toán, ví dụ Dạ. như là con người á mà cứ nghĩ tính toán, ôi giời ơi, nó ở Mỹ nó qua mà nó tiêu gì tiền, cho nên là đi cái gì nó cũng phải xì tiền ra, đúng không? Hay Dạ. là bây giờ em sang mấy chị chơi không, chị nghĩ em là người Mỹ mà thiếu gì tiền, thôi kệ Ừ. đi, rồi phải mình tính toán từng đồng từng hào một, đúng không? Dạ. Thế thì khi mà chị sang bên chỗ em có tiếp đón chị niềm nở không? Đương nhiên là Tại phải vì niềm nở hơn và có thể là sẽ thấm thiết nhiều hơn nữa, tại không, vì chị chính em chị mình nói đã mà, từng gặp khi rồi. mà chị tiếp đón em mà không niềm nở, Dạ. chị tính toán từng đồng từng hào một, Ừ. thì liệu rằng khi chị gặp em có niềm nở đúng không? Đúng không? Ý Thì chị nói là có mình đối nghĩa xử như thế nào á, mình tốt với người ta thì mình sẽ gặp được sẽ nhận được cái kết những quả nó tốt. cái tốt đẹp. Dạ. Ừ, Chị biết nhiều em á. khi chị thấy nhiều người ở hải ngoại về Việt Nam, xong bắt đầu người Việt Nam á mời cái này mời cái kia, xong rồi quay ra kể. Đúng rồi, cái này em gặp hoài Cái luôn. đó là một sự ngu xuẩn đó, Đúng. tại vì á mình không biết được một ngày nào đó, biết đâu được mình có thể mình đi Mỹ hay đi Úc hay đi nơi này nơi kia thì sao, biết đâu được mình trúng số, hay là biết đâu được con cháu mình sau này nó lớn lên nó làm ăn ra, nó đi Úc nó du học, hay nó đi đi Mỹ nó du lịch. Mình đã từng giống như là tiếp đón cái người ở Mỹ kia rất là hay, rất là này kia các thứ, mình giữ được cái tình bạn đó, thì một ngày nào đó biết đâu được mình lại nhờ nhờ cái người đó là con tao nó sang bên đấy nó không biết tiếng tăm, hay là cháu ta sang đấy không biết tiếng tăm, mày có thể giúp đỡ được không? Cái đó là nhân quả đó. Dạ. Chị biết không, em Chị tin ví rất là dụ như tin. một cái rất là đơn giản để cho mọi người dễ hiểu thôi, Năm cho nên là tính toán kể lẻ quá nó chả ra làm thì sao người ta nói là ăn ở sợ lỡ ông trời ông gửi cho, mà ăn ở sao đo thì ông trời ông lấy lại hết, lại như vậy. được. Đúng Đó. rồi. Có những cái đó nó sẽ áp dụng trong thực tế của mình rất là nhiều. Đó, Cho ví dụ nên là như là chị thấy nhiều người á, người ta có tiền, người ta giàu á, người ta tính toán, những cái người đấy đầu óc người ta mới hay. Chẳng hạn như là chị bạn của chồng chị đó, khi mà chị tới cái nước đó, bạn là chồng chị nói đùa chứ, tiếp đón từng ly từng tí một để cho cả một cái nhà, để cho cả gia đình chị sinh hoạt, đúng không? Tại vì người ta giàu mà. Dạ. Thế cho nên là đến khi mà ông bà ấy cho con sang đây du học, cái gì cũng kêu đi, đi mỗi lần nó đi đi về nước,
ông chồng chị lại đưa nó ra sân bay, xong rồi nó xa nó sang bên này lại đón nó sang nó về đó. Thế có phải là người ta khôn không? Cái đó là sự suy nghĩ của người ta, rồi tính toán rồi này kia, cái thứ rất là hay. Cho nên mình mới nói là những cái người mà cứ suốt ngày kể lể, bỏ ra 1 đồng 2 đồng cứ kể lể, sẽ không bao giờ gặp được những cái tử tế hết. Thật sự chị biết không, giống Đúng như không? em, ở bên Mỹ, mỗi năm em đều gửi tiền về cho đứa bạn thân của em ở Việt Nam để nó đi làm từ thiện. Nó đi làm 1 năm là đi làm 2 chuyến, tại vì công tác của nhóm tụi em á là vào mùa hè thì có cái dịp lễ Trung Thu á, thì tụi em hay cùng quyên góp tiền với nhau để mà vô trong những cái vùng sâu vùng xa á, mình cho mấy cái em nhỏ đó, rồi phát quà đó, phát quà rồi Tết là thêm đợt nữa. Nhưng mà em gửi cho đứa bạn của em á, không bao giờ mà em có cái suy nghĩ mày phải đi phát, mày phải nói đây là tiền của cô Nhiên hay là cái gì cả, chưa bao giờ có cái chuyện đó. Nhưng mà khi bản thân của nó làm những cái điều đó thì những cái mà mình nhận được là những cái gì chị? Là khi em bị tai nạn giao thông ở năm 2009, em bị tai nạn giao thông ngay cái cầu mà rớt xuống cái cầu đó là banh xác luôn, nhưng mà cái xe em bốc cháy luôn chị, mà em vẫn không bị cái thương tích gì cả. Thì cái đó là cái mà mình nhận được, đó là cái sự hộ mệnh con người của mình cho mình sẽ nhận, mà mình nhận không phải từ cái người mà mình cho, mà mình nhận lại từ những cái gì đó gọi là vô hình lắm, nó sẽ đến với mình. Rồi công ăn việc làm của mình nó trôi chảy, thì cái đó là cái phước mà mình nhận được đó. chưa Đúng không? chưa không phải là mình khi mình gửi về từ thiện mình bắt người ta phải tung hô, phải ghi nhớ tên mình hay gì cả, em không có làm như vậy. Cho đến bây giờ đó là cứ em gửi tiền cho nhỏ bạn của em á là 1 2 lần, rồi cái nhóm của em là tổng cộng 9 người đó. Nhưng mà em tin những cái điều đó lắm. Mẹ em bị bệnh, em ăn chay 1 tháng luôn chị. Mẹ cái năm đó mẹ em bị bệnh, bác sĩ nói là chắc là phải chuẩn bị tâm lý để mà dẫn bà cụ về rồi cho bà cụ mất tại nhà vậy đó. Cái chị biết không, em ăn chay 1 tháng trời, đêm nào em cũng quỳ ngay cái lúc đó. Em chỉ có một cái hình của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên con rồng á, mẹ mẹ Nam Hải á. Em chỉ em để đó và em quỳ lại 100 lạy rồi á hả, em tụng kinh Chú Đại Bi á ở bên đạo Phật á, không biết chị đạo Phật hay công giáo, nhưng mà em thì bên đạo Phật là em tụng Chú Đại Bi. Vậy mà chị biết không, mẹ em tai qua nạn khỏi và em có cái ước nguyện, lúc đó em có ước nguyện là ví dụ ông trời cho con sống 80 tuổi thì cho con sống đến 70 tuổi thôi, 10 năm đó con sang lại cho mẹ con mà mẹ em bớt bệnh. Cái đó em cũng tin luôn, em cũng tin vào những gì mà mình thành khẩn và mình sẽ được. Không, chị thấy nó là cái đó là nhân quả, nó có thật đấy. Đấy là những cái mà chị ví dụ rất là dễ hiểu, chứ mình chưa cần rất là dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như là ở Việt Nam có nhiều người rất là giàu có nhưng mà quen biết, chẳng em biết chị chẳng hạn như vậy, nhưng mà giàu có nhưng mà họ không coi mình ra cái gì khi mà mình nghèo, họ không có giống như là thân thiết với mình. Đến khi chị sang bên này rồi, chị sống ở bên này rồi, người đó có con cái đi sang đây du học đó, không dám nhờ mình, không dám cất tiếng lên nhờ mình, tại vì bản thân quá giàu có, em hiểu không? Ngày xưa là có giàu có rồi, bản thân chưa từng từng tốt với mình hay là chưa từng thân thiết với mình, để có một cái cảm giác là không không cái kiểu như là tự ti đấy, không dám nhờ. Cuối cùng con bị đi về Việt Nam đó. Nếu như mà cái sự quan hệ, cái sự thân thiết, cái sự tôn trọng người khác nó bình thường thì cái người đó sẽ nói là ồ tao có đứa con đấy, mày mày giúp đỡ tao được không, tại vì con tao bây giờ nó tìm nhà tìm việc, nó không có nhà, không có chỗ ăn ở thì đắt này cái các thứ, rồi không có việc làm.
thì có phải chị Dạ. giúp cho nhà chị đầy đó. Rồi công việc thì chị sẵn sàng chị giúp cho để có công ăn việc làm. Nhưng mà Dạ. cái đó là cái mà cái sự cái cuộc sống của mình á, nó không có hòa đồng với người khác, hoặc là không có tôn trọng người ta, rồi là không có coi người ta ra cái gì á, thì đến lúc mình không dám cất mồm lên mình nhờ, em hiểu không? Dạ, dạ. Đấy, thì đó là một cái ví dụ, chị lấy một cái ví dụ thực tế, nó rất là thực tế và nó gần với cuộc sống mình, để cho mọi người hiểu là mình nên đối xử tốt với nhau, đừng có suy nghĩ tính toán nhiều quá, thì rồi mình sẽ gặp được cái may mắn, đúng không? Chẳng hạn như là Thì chị ấy, rất là hay nhá, mà 10 lần như 10 lần chị mà đi 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 đâu chị tìm chỗ đỗ xe đó, chị cứ ai tranh xe của chị ấy, ai tranh chỗ của chị nghĩ ôi giời, mặc kệ người ta, vui tôi chịu vẻ cho người ta, người ta cho vui vẻ cho người ta, tại mình cũng thoải mái, mình ra tỷ phú thời gian mà, thôi mặc kệ người uh-huh. ta, cho người ta rồi mình đi chỗ khác, thế nào mình cũng có chỗ đỗ đậu. Y như rằng người kia vừa mới lấy cái xe cái cướp cái chỗ của mình một cái, thì vừa đi ra thì lại có cái xe bên cạnh, ngay bên cạnh nó đi ra là mình chui vào. Rất là hay ở cái chỗ đấy. Mình không hề tức, mình không hề giận, mình không hề nghĩ là mẹ cái thằng này sao nó tranh chỗ của mình, rồi mình đi ra mình đôi co với nó, không hề có một cái ý nghĩ gì, mình vui vẻ. Tranh thì tranh đâu sao đâu, tươi Chị cười. biết không, ở bên Mỹ cũng vậy, em mà bị trường hợp đó em cũng sợ, rất là sợ những cái phiền phức cho mình. Đôi khi mình đứng mình cự cãi nó đi, nó ghét mình, nó đứng nó xuống nó lấy súng nó bắn mình sao. Cho nên là mặc dù mình đúng nha chị, nhưng mà em Cái vẫn này kéo. chị xem nhiều người cãi nhau rồi đánh nhau loạn tùng bậy lên chỉ vì cái chỗ đỗ xe thôi, À, bên này nhiều em á, em mà vậy thì em cũng vẫn kéo kiến hậu xuống và em cười thân thiện với nó. Tại vì sao, lắm. mình đúng cũng được mà mình sai cũng không sao, mình sai mình xin lỗi mà mình đúng mình cũng cười thân thiện với nó thì sẽ không có Giống những cái bất trắc cho mình. như buồn cười nhất là cái vụ ấy, có cái thằng mấy cái thằng nó em biết mấy cái thằng trẻ mà nó lái xe mà cứ xe lổ cứ bùm 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 ấy, nó đi đằng sau mấy bà đàn bà mà lái xe chậm chậm nó ghét lắm. Nó theo nó chửi phải không? Nó là nó Chửi nó đằng sau nó tin 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 xong rồi nó đi đến cạnh xe cửa sổ của mình, xong rồi nó chửi mình, xong mình nhe răng mình cười với nó, thế con chửi. lại nhe răng con cười mình, cuối cùng lại vui vẻ Ờ, không có gì. đó, mà mình quay mình mà cự nó đi thì nó sẽ chửi, nó sẽ có Xem chuyện là liền. nó đánh Đánh nhau liền. Đó nhưng là một mà công nhận chính công lành. trong lòng mình á, nó thư thả, nó thảnh thơi, thì nói chung là mình gặp rất là nhiều cái may mắn đó. Nên Giống như chị giờ thấy chị cũng là chị may thấy mắn. giống như thật sự giờ chị nhìn cái tình hình nước Mỹ giống vậy nè. Theo như chị em mình nói nãy giờ thì em nghĩ đây là một trong những cái quả báo của nước Mỹ. Đúng rồi, không phải mình em nói đâu, rất nhiều nhiều người nói. Em nói thật luôn, đây là một trong những cái quả báo của nước Mỹ, tại vì nước Mỹ là nước đi gây thù oán trên thế giới rất là nhiều. Cướp đất cũng có, hà hiếp nước khác, hà hiếp những nước yếu cũng có hết luôn. Thì những cái thiên tai xảy ra của Mỹ không phải là ngẫu nhiên mà có, mà là gây cái sự giận dữ của trời, của đất, của thiên nhiên, thì sẽ có những cái điều đó sẽ đến với nước Mỹ. Em thì em tin đây là cái luật của Em nhân có biết quả. là Việt Nam á ngày xưa bị Mỹ nó bỏ bom tan hoang như thế nào không? Nhưng mà Thì bây giờ đâu có ai bỏ bom đất Mỹ đâu, nhưng mà Mỹ còn tan hoang hơn cả Việt Nam nữa. Đấy, chỉ đó, cần một thì đợt chị nó coi năm rừng nó hai cháy hai ngàn rồi. hai ngàn lẻ một hai chiếc máy bay đâm vô hai tòa nhà thì đó cũng là một trong những cái quả báo luôn Đấy. đó. Rồi á, rồi á. Rồi những cái vụ giống như là đi sang nước này nước kia phá hoại đất nước người ta thì đến bây giờ như thế đấy. Trời của báo cháu gãy răng. Không có phải vô duyên vô cớ gì mà tự nhiên có những cái thiên tai xảy ra rồi làm cho người dân chết một cách vô lý như vậy cả. Và bây giờ dịch COVID người dân Việt Nam mình, tụi ba que nói dân Việt Nam mình ác này nọ, nếu như ác thì dịch COVID của mình phải phải bị xảy ra nhiều chứ,
Nhưng mà Đúng rồi. tại sao dịch Covid ở Việt Nam lại không bị nhiều, mà nước Mỹ là một nước mà nó nói gọi là nhân văn hiền hòa nhất thế giới, mà tại sao nước Mỹ là bị tới 30 triệu dân Để đó 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 đó, thì có là trời của báo anh cháu gãy răng là ở chỗ đó. cũng là nhân quả xảy ra hết, cũng là gieo nhân gặp dân, mà gây quả thì gặp quả thôi, vậy thôi, nhân Có quả có đến. cái phone của chị nó hết điện em. À. Rồi, ok chị, có gì Ok. chị lấy công chuyện đi, hôm khác chị em mình gặp tám tiếp. Ok. Oh, ok. Chị giữ sức Cảm khỏe ơn nha, em. bình an nha chị. Cảm ơn chị. Ok, em cũng À, vậy ba cả nha. nhà nha. Bye. Ok, ba chị.